Trước tiên thì xin chúc mừng trung tâm đột quỵ và bệnh viện Mai đã nhận được cái chứng nhận kim cương, và tôi rất vui mừng được mời báo cáo một chủ đề liên quan đến tiến bộ của cụm từ 3 Tesla và cái chụp mạch hai bình diện trong chuẩn đoán và cái can thiệp đột quỵ, cũng như là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn đã nêu. Thì đây là một cái bước tiến rất là vượt bậc dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Ban Giám đốc, đặc biệt là giáo sư tiến sĩ Quang Tuấn, là tập trung vào phát triển những cái kỹ thuật cao, các cái thiết bị hiện đại để chúng ta nâng tầm các cái kỹ thuật và chúng ta chẩn đoán cũng như là điều trị các cái cấp cứu, đặc biệt là trong cái nhóm bệnh nhân của đột quỵ. Thì chúng ta biết là cái đột quỵ là một cái nguyên nhân gây hàng đầu gây tử vong trên các toàn thế giới, với cái tỷ lệ ước tính khoảng 13 triệu bệnh nhân đột quỵ trên toàn thế giới, với cái tỷ lệ mà tắc động mạch lớn chiếm khoảng 1,7 đến 4,5 triệu dân số. Và chúng ta biết là khi bệnh nhân bị đột quỵ thì cứ mỗi một cái tiếng thiếu máu của nhu mô não thì tương ứng với việc lão hóa kéo dài khoảng 3 năm rưỡi. Là cái khi mà chúng ta thời gian nó càng lâu thì cái ảnh hưởng tổn thương nhu mô não càng dài. Và cái con số mà lấy huyết khối đột quỵ trên thế giới từ năm 2015 theo thống kê ở tại Mỹ với dân số là 325 triệu, thì cái số lượng ca đột quỵ lấy huyết khối khoảng độ hơn 10.000. Ở Đức năm 2015 là 10.000, và cái tỷ lệ con số này nó tăng lên khoảng 1,3% hàng năm. Và tại Pháp thì với dân số 65 triệu thì tỷ lệ lấy huyết khối là có 4.500 ca. Tại Việt Nam thì những năm đầu tiên 2015 2016 thì tỷ lệ lấy huyết khối rất là thấp, khoảng độ 800, và hiện nay năm 2020 thì ước tính trên toàn quốc thì con số vẫn còn khiêm tốn, khoảng độ 2.500 ca lấy huyết khối với dân số là 95 triệu. Thì các cái bước tiến về chẩn đoán và can thiệp đột quỵ thì từ năm 2015 sau các nghiên cứu, và chúng ta thấy đây đã đưa vào guideline, tiếp theo là 2019 thì sau khi mà có nghiên cứu DON và DEFUSE và mở rộng cái cửa sổ đến 24 tiếng, chúng ta kèm thêm là những cái phương pháp thăm khám cắt lớp vi tính hoặc cộng từ với cái xung tưới máu để chúng ta lựa chọn mở rộng thêm các cái cửa sổ, làm tăng thêm cái cơ hội cho bệnh nhân mà bị đột quỵ và kéo dài thời gian. Về hiện nay năm 2020 thì đã quay trở lại xem vai trò của các cái thuốc tiêu huyết khối trong vòng 4 tiếng rưỡi khi bệnh nhân có chỉ định huyết khối, thì cái nghiên cứu này chúng ta sẽ chờ các cái nghiên cứu kết quả tiếp theo. Thì hiện nay á, thì các cái bệnh nhân đột quỵ mà có tắc động mạch lớn thì chúng ta thấy là có các cái phương pháp điều trị phối hợp tiêu sợi huyết trong vòng 4 tiếng rưỡi và trong vòng 0 đến 6 giờ và kéo dài đến 24 tiếng, thì chúng ta có thể mở rộng lấy huyết khối, và đặc biệt là có thêm các phương pháp là chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng từ tưới máu để chúng ta mở rộng cửa sổ điều trị. Còn trong trường hợp của bệnh nhân đột quỵ mà cái thời gian không rõ ràng thì chúng ta sử dụng cộng từ với cái xung diffusion và cái xung flare để chúng ta tìm các cái vùng mismatch, thì chúng ta sẽ tiếp phối hợp thêm cái dùng thuốc tiêu huyết khối trong vòng 4 tiếng rưỡi khi chúng ta kết hợp với lại lấy huyết khối. Như vậy cái thời gian để làm tái tưới máu là rất là quan trọng trong cái chu trình thăm khám đột quỵ từ trước bệnh viện cũng như là trong bệnh viện, để làm tái tưới máu càng nhanh càng tốt. Và đặc biệt là cái phối hợp trong bệnh viện giữa các cái đơn vị phòng ban, đặc biệt là giữa đơn vị cấp cứu với lại trung tâm điện quang để thăm khám hình ảnh cũng như là đưa ra quyết định lấy khối nhanh. Thì chắc cái mô hình mà kết nối nhanh nội viện hiện nay chúng ta thấy có ba cái mô hình chính. Thì đầu tiên ý, là bệnh nhân đến và đưa thẳng trực tiếp vào cái phòng can thiệp. Phòng can thiệp này với là cái máy từ trang thiết bị hiện đại và có những bộ phận chức năng của cắt lớp vi tính, chúng ta thăm khám được một phần cắt lớp vi tính. Thứ hai là chúng ta phải phối hợp giữa cắt lớp vi tính với lại cái chụp mạch hybrid. Thì hiện nay ở Pháp thì hiện nay các cái thăm khám thay cắt lớp vi tính bằng cái cộng từ để cái độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn rất nhiều trong cái việc lựa chọn bệnh nhân. Và cái chuẩn thì chúng ta sẽ có ba phương pháp là cắt lớp vi tính, cộng từ và cái chụp mạch để chúng ta lựa chọn bệnh nhân trong các cái thăm khám. Thì hiện nay thì bệnh viện Mai dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban Giám đốc và đặc biệt là giáo sư tiến sĩ Quang Tuấn đã đầu tư được hai cái thiết bị rất là hiện đại, đời mới nhất và ngang tầm khu vực và hiện đại nhất của Việt Nam hiện nay, đó là máy cộng từ 3 Tesla thế hệ mới và máy chụp mạch hai bình diện với lại cái tấm cảm biến phẳng rất là rộng và cái màn hình lớn, và chúng ta có thể zoom ảnh cũng như là các phần mềm mà chúng ta không cần phải tăng cái liều tia mà chúng ta vẫn cho cái chất lượng hình ảnh phóng to rõ và có những cái can thiệp chính xác hơn. Thì đối với hệ thống cộng từ 3 Tesla thì đây là một cái máy mà có cái số kênh rất là lớn, trên 128 kênh, và cái việc chênh từ đối với máy 3 Tesla đây là một cái đột phá trong công nghệ, làm cho cái tăng cái độ phân giải không gian và thời gian gấp 2 lần so với máy 1.5, và đầy đủ các cái phần mềm chuyên sâu về thần kinh, tim mạch cũng như là ổ bụng, cơ xương khớp. Và đặc biệt là trong cái buổi hôm nay tôi nói chuyên sâu về các phần mềm liên quan đến các cái thần kinh và các phần mềm công nghệ tự động. Và đặc biệt là cái công nghệ AirCoil, tức là cái công nghệ coil phủ giống như là một cái tấm chăn mỏng trên bệnh nhân, và chúng ta chụp và rất là dễ, thuận tiện
và thoải mái trong quá trình chụp cho bệnh nhân, chứ không ta không cần những cái coi cồng kềnh nó gây ra vướng khó chịu cho bệnh nhân. Thì đây là một cái công nghệ rất là đột phá. Thì những cái ứng dụng vượt trội trong cái đột quỵ hiện nay á, thì thứ nhất là các rút ngắn các cái thời gian chụp với chất lượng hình ảnh gấp 2 lần so với lại cái máy chụp 1.5 thông thường, và chúng ta có thể cắt cái lớp mỏng, cắt thể tích 3D với cái độ phân giải rất cao, và chúng ta chụp tưới máu, đánh giá các cái vùng lõi hoại tử tranh tối tranh sáng và phát hiện các cái chảy máu vi thể với những cái xung đặc biệt nó nhạy hơn rất nhiều. Cái chụp khuếch tán đa hướng, chúng ta tìm các cái liên kết của các cái bó sợi trục và đánh giá các cái thành mạch, hình ảnh của cái cộng từ của thành mạch máu và định lượng của vùng não. Thì đối với một cái protocol thông thường, một cái chụp cộng từ, chúng ta có các cái xung cơ bản là cái xung flare. Chúng ta sẽ thấy là cái so sánh với cái xung diffusion, chúng ta sẽ làm cái mismatch để đối với bệnh nhân mà chúng ta thấy đột quỵ mà không rõ thời gian, và khi có tổn thương trên xung flare có nghĩa là cái thời gian là sau 4 tiếng rưỡi, lúc đấy là không có chỉnh cho sốt huyết. Thứ hai là cái xung diffusion, là cái xung mà khi mới tổn thương trên cái xung diffusion có nghĩa là cái vùng lõi hoại tử. Và cái xung TI sao, thì TI sao đây hoặc xung swan đây thì là cái tìm các cái điểm chảy máu, và khi mà có chảy máu chúng ta loại trừ các cái giữa cái đột quỵ chảy máu và đột quỵ nhồi máu. Đồng thời cái xung mạch rất quan trọng để chúng ta xem ra cái vị trí cái động mạch, đây động mạch lớn nó bị tắc, và đồng thời là có những cái xung tưới máu để khi chúng ta mở rộng cửa sổ điều trị từ 6 đến 24 tiếng thì chúng ta sẽ làm thêm cái xung tưới máu để xem cái vùng tranh tối ánh sáng, và khi mà cái lõi vẫn cho phép chúng ta có thể chỉ định lấy khối. Thì đối với một máy cộng từ 1.5 thì với những cái xung cơ bản là cái xung TI sao, xung flare, xung diffusion, xung mạch máu, thì với những cái phần mềm nhanh nhất hiện nay ấy, thì chúng ta có thể chụp được nhanh nhất là 5 phút 20 giây đối với máy 1.5. Tuy nhiên với lại những cái xung cơ bản như vậy, đối với máy 3 Tesla thì chúng ta chỉ thời gian chụp còn có 3 phút, rất là nhanh với những cái xung rất là cơ bản. Và như vậy chúng ta tiếp cận dần với lại cái cắt lớp vi tính 128 hiện nay. Cũng như vậy khi chúng ta có mở rộng thêm cái chụp tưới máu để đánh giá thêm cái vùng lõi hoại tử cũng như vùng tranh tối ánh sáng, thì chúng ta chụp thêm cái xung tưới máu, có thể là không tiêm thuốc. Hiện nay cái máy cộng từ 3 Tesla ở đây chúng ta sẽ thực hiện được tưới máu nhưng mà không cần tiêm thuốc đối quang tử. Thì cái này rất là có hữu ích cho cái nhóm bệnh nhân mà có chống chỉ định thuốc, cái dùng cái thuốc đối quang tử, ví dụ như bệnh nhân suy thận hoặc là phụ nữ có thai hoặc là nguy cơ cao khi mà liên quan đến chức năng thận, thì chúng ta có thể thay thế được một phần đối với lại cái xung tưới máu. Thì cái chất lượng hình ảnh của cái cộng từ 3 Tesla thì chúng ta thấy thể hiện rõ ở đây. Ví dụ như là cái đối với một cái chấm 5 thì trên cái xung diffusion thì những cái vùng rìa xung quanh ấy, tổn thương ấy, thì dễ bị nhiễu ảnh của các cấu trúc nền sọ xung quanh, thì làm cho cái tăng tín hiệu trên diffusion, và khi mà tăng tín hiệu như vậy thì dễ nhầm với chẩn đoán là cái nhồi máu giai đoạn cấp. Thì khi chúng ta sử dụng cái 3 Tesla với những cái phần mềm tái tạo ảnh chuyên biệt thì chúng ta thấy là cái khắc phục được các cái nhiễu ảnh ở xung quanh, cũng như là cái khắc phục được cái nhiễu ảnh vùng nền sọ, và chúng ta có thể tái tạo được trên các mặt phẳng khác nhau, đứng ngang cũng như là đứng dọc, và không bị nhiễu ảnh, và khi mà có tổn thương thì sẽ chẩn đoán rất là chính xác. Cũng như vậy đối với lại cái cộng từ 3 Tesla, chúng ta có những cái tái tạo trên cái diffusion với lại cái B2000. Trước đây thông thường cái máy 1.5 chúng ta có cái tái tạo được cái trên cái B1000, thì như vậy với cái B2000 chúng ta sẽ thấy được là những cái hình ảnh của cái đột quỵ nhìn nó rõ hơn, cũng như là khắc phục được những cái nhiễu ảnh khác và cái dễ nhầm với lại cái chẩn đoán của đột quỵ với những cái xung thông thường. Thì những cái lớp cắt mỏng tái tạo 3D thì chúng ta thấy là cái hình ảnh của cấu trúc của cái mạch máu nhìn rất là rõ, phân giải rất cao, cũng như là cái trên hình ảnh xung flare hoặc các xung khác thì chúng ta thấy là cái độ chi tiết phân giải gấp 1, gấp 2 lần so với lại cái máy cộng từ 1.5 thông thường. Như vậy thì mang lại cái giá trị chẩn đoán về độ đặc hiệu rất là cao. Cũng như vậy thì khi chúng ta sử dụng cái cộng từ tưới máu thì chúng ta sẽ có hai phần, một là cái cắt tưới máu có tiêm thuốc và hai là tưới máu không tiêm thuốc. Thì trong trường hợp chúng ta sử dụng cái tưới máu không tiêm thuốc ở đây, chúng ta thấy chồng hình giữa hình diffusion là cái lõi hoại tử và đây là cái hình tưới máu, thì phần rộng hơn thì cái phần còn lại đây chính là cái vùng tranh tối ánh sáng mà bệnh nhân là có cơ hội được điều trị khi mà điều trị tiêu sợi huyết hoặc lấy khối, là cái phục hồi lại được cái vùng đấy, và chúng ta có thể chồng hình với lại cái hình mạch máu, chúng ta thấy là cái vị trí của cái động mạch tắc tương ứng. Thì có một số trường hợp chúng ta thấy là có thể là tắc mạch mãn tính hoặc là phối hợp với tắc mạch cấp, thì như vậy chúng ta sẽ không biết được đâu là cái vùng cấp, thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp chúng ta phối hợp lựa chọn chồng hình ảnh, chúng ta sẽ lựa chọn được cả cái chẩn đoán chính xác là cái nguyên nhân vị trí của cái động mạch tắc. Một cái xung rất là quan trọng là cái xung T2 sao với cái máy 1.5 thông thường cũ. Hiện nay ấy, thì máy 3 Tesla hoặc là những cái phần mềm khác chúng ta có cái xung Swan tùy theo các cái hãng. Thì cái xung này là mục đích là phát hiện các cái độ nhạy của các vi chảy máu, mà các vi chảy máu này nó liên quan đến các biến chứng chảy máu khi dùng thuốc tiêu sợi huyết. Thì hiện nay theo các guideline thì nếu như trên cái xung đây cái xung thông thường, đây cái xung Swan, chúng ta thấy là các cái điểm vi chảy máu
giảm tín hiệu nhìn thấy, mà trong khi đó cái xung quanh echo thông thường chúng ta không thấy. Và khi mà cái số điểm chảy máu này trên 10, các cái chảy máu vi thể, thì những nguy cơ chảy máu khi chúng ta dùng thuốc diệt huyết cao gấp 4 lần so với lại cái nhóm mà chúng ta không có. Thì như vậy khi chúng ta sử dụng những cái xung này làm cho cái tăng cái độ nhạy phát hiện những cái vi chảy máu và làm cho cái dự báo các cái nguy cơ mà chúng ta khi mà sử dụng các cái thuốc tiêu huyết phối hợp. Cái xung này có đặc điểm nữa là chúng ta nhìn cái mạch máu, đặc biệt là các tĩnh mạch. Và cái tĩnh mạch này thì trong những bệnh lý mà khi mà cái tổn thương trên diffusion chúng ta nghi ngờ là những cái ổ nhồi máu, nhưng thực tế là bên trong đấy là cái tĩnh mạch bản chất là cái tĩnh mạch xung quanh và cái tổn thương xung quanh. Trong cái bệnh lý là sơ cứng đầu giải giáp thì như vậy trên cái máy 3 Tesla chúng ta phát hiện được cái này nó tinh tế hơn rất nhiều so với cái máy 1.5 thông thường, và chúng ta dễ nhầm với lại cái đột quỵ. Và cái ưu điểm nữa là cái chụp quách tán đa hướng. Với máy 3 Tesla chúng ta có thể chụp quách tán trên 300 hướng trên cùng một thì. Thì đây là cái dẫn truyền của các sợi trục theo các cái hướng khác nhau. Thì trên cái trục với xung DTI này chúng ta sẽ hiện hình được các cái bó sợi trục liên quan các dẫn truyền chi phối và kết nối từ bán cầu cũng như là từ các vùng trong bán cầu cũng như là từ trên bán cầu với tủy sống. Và đặc biệt cái này sẽ có rất có ý nghĩa trong cái đột quỵ là liên quan cái vùng tổn thương cũng như là trong cái phục hồi chức năng, khi cái tổn thương này nó sẽ hồi phục như thế nào trong quá trình thời gian chúng ta phục hồi chức năng. Thì như vậy chúng ta so sánh đối chiếu cái số lượng bó sợi trên cùng một cái lát cắt thì chúng ta sẽ các cái bó khác nhau thì chúng ta sẽ tính toán dự đoán hoặc tiên lượng cho những bệnh nhân sau này. Thì đây là những cái ứng dụng, ngoài ra những ứng dụng trong bệnh lý về u, khi một cái tổn thương khối u mà nó chèn ép vào các cái bó sợi này chúng ta giải phóng ra thì như vậy hồi phục sẽ tốt hơn. Tuy nhiên nếu như trường hợp u mà nó chiếm chỗ trong các cái bó sợi này như vậy chúng ta phẫu thuật thì như vậy tiên lượng sẽ kém hơn khi chúng ta sử dụng các cái cộng từ mà bó sợi và trên cái cộng từ 3 Tesla với nhiều cái bó sợi chuyên dụng. Về đánh giá thanh mạch thì đây là một cái ưu điểm vượt trội của cái cộng từ 3 Tesla. Bởi vì là cái bình thường thì chúng ta đánh giá trên cái xung mạch thì cái xung tốt thì cái mạch máu nó tăng tín hiệu. Như vậy cái thành mạch thì rất là mỏng, 0,2 đến 0,3 mm. Thì cộng từ 3 Tesla với cái cắt thể tích rất là mỏng, 0,2 đến 0,3 thì như vậy chuyển sang cái trạng thái là cái máu đen, chụp cộng từ xung máu đen thì chúng thấy là cái tín hiệu máu nó đen và như vậy chúng ta sẽ thấy được cái thành mạch. Và khi thấy thành mạch thì chúng ta sẽ chẩn đoán được một số những bệnh lý thành mạch rất là tinh tế. Ví dụ đây là một cái trường hợp xung mạch chúng ta thấy là cái tín hiệu của cái mạch vùng đỉnh thân nền đây nó co thắt, nó nhỏ và đồng thời là vị trí động mạch não sau đây nó nhỏ, chúng ta chẩn đoán là hẹp mạch. Nhưng hẹp mạch, bản chất của hẹp mạch đây trong trường hợp này chúng ta thấy là động mạch thân nền, sau tiêm thuốc chúng ta thấy là cái thành xung quanh nó ngấm thuốc đều. Còn cái trường hợp này thì chúng ta thấy vị trí động mạch não sau đây, thành của động mạch não sau đây ngấm thuốc ở xung quanh so với trước tiêm thì cái thành nó đều và ngấm thuốc xung quanh thì chẩn đoán đây là cái viêm động mạch gây ra cái hẹp mạch. Còn cái trường hợp khác chúng ta thấy là cái mạch nó sơ vữa thì bao giờ cái hẹp mạch nó không đều, không đồng tâm thì như vậy chẩn đoán các hẹp cho sơ vữa. Và trên cái cộng từ cái thành mạch này chúng ta còn chẩn đoán được các cái mảng sơ vữa này nó có thành phần gì, ví dụ như là mỡ, chảy máu hoặc là những canxi bên trong thì chúng ta chẩn đoán sâu hơn là trên cái dựa vào cái cộng từ thành mạch. Thì đây là một cái điểm đột phá của cái cộng từ, đặc biệt là 3 Tesla trong cái chẩn đoán các bệnh lý về thành mạch. Cũng như vậy một bệnh nhân này bị đột quỵ vi thể của một cái chảy máu, cái nhồi máu vi thể của cái vùng sau của cái rãnh trung tâm, chúng ta thấy là cái tổn thương nhồi máu đây trên cái trục mạch thông thường chúng ta rất khó phát hiện được các cái sơ vữa nhỏ hẹp, nhưng mà trên cộng từ mạch thành mạch chúng ta thấy là cái vị trí của động mạch xi vông, của động mạch cảnh bên phải, chúng ta thấy là cái thành mạch đây nó dày không đồng tâm và sau tiêm thuốc thì còn ngấm thuốc ở thành đây. Thì đây chính là cái điểm sơ vữa mà nó gây ra những cái đột quỵ, cái nhồi máu vi thể ở phía trên. Về cái cộng từ 3 Tesla, một cái điểm rất là đặc biệt nữa là cái định lượng mô não. Và dưới xung đặc biệt thì chúng ta sẽ định lượng là cái tính được cái thể tích của chất xám, chúng ta tính được cái thể tích của chất trắng và chúng ta tính được cái thể tích của mô não theo các thùy. Và đặc biệt là trong những bệnh lý mà liên quan tuổi già, Alzheimer, và trong quá trình đánh giá chúng ta sẽ đánh giá được các cái thể tích cũng như là các cái hồi, thì như vậy chúng ta sẽ có những cái bằng chứng về định lượng để đánh giá cái mô não đối với đệ trình cộng từ định lượng 3 Tesla. Đối với lại cái can thiệp mạch hai bình diện thì chúng ta thấy có hai cái đầu bóng với cái tấm cảm biến rất là rộng. Đối với can thiệp thần kinh chúng ta có những phần mềm chuyên dụng, chúng ta có những màn hình lớn. Cái màn hình lớn này để chúng ta có thể là zoom hình ảnh và chúng ta không cần cái zoom mà chúng ta chiếu một cái liều lớn hơn, vừa tiết kiệm được trong cái liều tia cho bệnh nhân trong quá trình can thiệp và nhanh. Thì khi chúng ta sử dụng cái chụp mạch can thiệp hai bình diện thì chúng ta song song là hai cái tư thế, ví dụ như là thẳng hoặc là nghiêng cùng một thời điểm, thì chúng ta rút ngắn được thời gian rất nhiều, rút ngắn được cái lượng thuốc và làm giảm cho cái nguy cơ ảnh hưởng thận trong quá trình can thiệp, đặc biệt là can thiệp dùng thuốc kéo dài cũng như là giảm liều tia. Và dẫn đường trên hai hướng và dẫn đường trên hình ảnh 3D thực sự, và các cái phần mềm chuyên sâu để tích hợp và định lượng làm tăng cái độ chính xác.
và chúng ta có thể tích hợp cái phần cắt lớp vi tính trên cái máy chụp mạch. Trong cái máy chụp mạch nó có cái phần mềm cắt lớp vi tính, chúng ta có thể thực hiện và chúng ta định lượng các dòng chảy và đánh giá cái tưới máu trên cái chụp mạch cắt lớp vi tính và cũng như là đánh giá các cái vật liệu. Thì đây là một cái hình ảnh chúng ta thấy là bệnh nhân bị đột quỵ, và trên cái ảnh chụp mạch hai bệnh viện chúng ta thấy đồng thời song song hai hình ảnh, và bệnh nhân này có tắc cái động mạch não giữa đoạn M2, vị trí của động mạch M2 thì trên cái hai hướng trên cùng một thì. Và bệnh nhân này được can thiệp đưa cái ống thông lên cái vị trí của huyết khối. Thì trên cái hai cái bình diện này chúng ta thấy là tùy mạch nó sẽ không cùng một trên cái trục, một thẳng trên một cái trục, và chúng ta so sánh đối chiếu trên hai cái hình ảnh với đoạn mạch nó gấp khúc, thì như vậy chúng ta sẽ khi mà luồn ống thông lên các cái qua các đoạn gấp khúc mà khó quan sát trên một tư thế thì làm cho quá trình thực hiện sẽ nhanh hơn, đồng thời là hạn chế được những đoạn gấp góc là nguy cơ là sang chấn mạch máu cũng như là xuyên thủng. Khi chúng ta sử dụng các cái vật liệu đi dẫn đường đi qua các cái mạch máu thì chúng ta sẽ làm hạn chế các sai chấn, làm cho cái kỹ thuật nó nhanh hơn. Và khi chúng ta tiếp cận được cái vị trí huyết khối đấy thì trong đấy chúng ta có sử dụng các cái dụng khác nhau, hút hoặc là các cái sử dụng cái stent kéo ra, hoặc là phối hợp thì chúng ta lấy huyết khối và ra. Thì đây là cái trường hợp là tắc động mạch não giữa, sau đấy sử dụng cái biện pháp là hút huyết khối, và sau đấy chụp kiểm tra chúng ta thấy là cái huyết khối được tái thông hoàn toàn cái vị trí của cái động mạch tắc não giữa. Thì đối với việc định hướng trên các cái bình diện khác nhau ấy, đặc biệt là trong cái can thiệp đột quỵ mà do cái dị dạng thông độ tĩnh mạch, thì dị dạng thông độ tĩnh mạch thì chúng ta thấy là có hai cái nguồn cấp máu, một là động mạch và thứ hai là cái hệ thống tĩnh mạch dẫn lưu ra, và đây là cái búi dị dạng. Và khi chúng ta có hai bình diện thì chúng ta vừa can thiệp qua cái đường động mạch, và đồng thời là trên một cái hướng khác chúng ta can thiệp là chúng ta kiểm soát cái đường tĩnh mạch. Và cái kiểm soát đường tĩnh mạch rất quan trọng liên quan các biến chứng chảy máu, và chúng ta thể can thiệp phối hợp cả cái đường động mạch, đưa các cái ống bóng chẹn của cái vùng động mạch đây, chúng ta thấy là can thiệp qua cái đường tĩnh mạch ngược dòng, chúng ta đưa các vật liệu xong chúng ta bơm các vật liệu để cho trào ngược sang hệ thống động mạch, và đồng thời chúng ta sử dụng các cái bóng chẹn cái vùng động mạch để cho tránh trào ngược vào các cái động mạch khác. Thì chúng ta kết hợp hiện nay cái quan điểm điều trị của AVM, chúng ta là lấy ổ dị dạng đồng thời là chặn các cái đường động mạch cũng như là chặn đường tĩnh mạch. Và khi chúng ta sử dụng cái hai bình diện như vậy, chúng ta phối hợp kết hợp cả đường động mạch cả đường tĩnh mạch thì như chúng ta sẽ nút mạch hoàn toàn cái ổ dị dạng là theo đúng cái tiêu chuẩn để tránh trường hợp là bệnh nhân bị tái phát. Thì đây là cái hình ảnh mà can thiệp sau khi chúng ta phối hợp cả đường động mạch và tĩnh mạch, như vậy cái ổ dị dạng đây rất phức tạp, chúng ta điều trị được trong một thì. Thì còn cái hình ảnh dẫn đường đối với máy hai bình diện, máy chụp mạch hai bình diện và có những phần mềm 3D, chúng ta thấy là cái hình ảnh 3D dẫn đường, chúng ta đưa những cái vật liệu dẫn đường đi theo qua cái hình ảnh 3D, chúng ta không cần phải xóa hình lại, bởi vì khi chúng ta xoay các cái bóng, khi chúng ta làm xóa hình lại thì chúng ta lại phải làm lại. Nhưng trường hợp đối với lại cái hình ảnh dẫn đường 3D, chúng ta xoay các hướng thì cái hình ảnh xóa đèn nó vẫn được giữ, và khi đấy chúng ta luồn những cái gai quai ống thông lên qua cái hình ảnh 3D, chúng ta thấy là cái thời gian thực và hạn chế được những sang chấn. Và đây hình ảnh mà trên cái đo đạc trên hình ảnh 3D, chúng ta đo các kích cỡ cũng như vật liệu rất là tốt trên cái hình ảnh 3D như vậy. Thì đối với lại cái chồng hình thì trên cái chụp mạch cái này chúng ta thấy có những cái phần mềm chúng ta chồng hình. Cái ví dụ như đây bệnh nhân mà có cái chảy máu đột quỵ do cái dị dạng thông độ tĩnh mạch, khi chúng ta làm hình ảnh 3D chồng hình với lại hình ảnh cộng từ thì chúng ta sẽ thấy được là cái hình ảnh của cái dị dạng nó nằm ở đâu trong cái khối máu tụ cũng như là cái vị trí nó chảy máu chính xác. Và như vậy khi chúng ta có can thiệp, chúng ta dẫn đường thì vào những cái vị trí chảy máu thì chúng ta sẽ điều trị được đích, được ưu tiên. Thì đấy là những cái vượt trội mà khi chúng ta sử dụng cái hai bình diện có phần mềm chồng hình, chúng ta tích hợp giữa cộng từ với lại hình ảnh chụp mạch trên cái máy chụp mạch đấy, chúng ta sẽ định vị chính xác là các cái tổn thương và có can thiệp. Đối với phình mạch thì chúng ta có những phần mềm định lượng là những phình mạch lớn, và khi đó chúng ta có sử dụng đặt stent đổi dòng chảy trước và sau. Và khi mà trên cái chụp mạch chúng ta sẽ đo được cái dòng chảy, tốc độ dòng chảy bên trong cái phình mạch, và chúng ta so sánh được trước và sau khi chúng ta đặt stent. Như vậy cái dòng chảy trong cái túi phình sau khi đặt stent mà dòng chảy nó chậm đi, nó giảm đi so với trước đặt, thì thông thường nó càng dưới 0,7 thì có nghĩa là cái tỷ lệ túi phình đấy nó sẽ tắc sớm sau khi can thiệp. Thì đây là những cái ứng dụng mà chúng ta định lượng về cái tốc độ dòng chảy trên cái máy chụp mạch hai bình diện với những cái phần mềm là đo tốc độ dòng chảy để chúng ta tiên lượng được cái bệnh nhân hồi phục cái tắc cái túi phình ngay sau khi can thiệp như thế nào. Còn cái chụp tưới máu trên chụp mạch hai bình diện thì chúng ta có thể thực hiện được. Thì cái tưới máu này có ứng dụng là trong trường hợp mà chúng ta có làm can thiệp tới huyết khối xong, thì trước khi can thiệp tới huyết khối cái vùng mà tưới máu nó giảm, chứ trước sau khi can thiệp cái vùng tưới máu chúng ta so sánh bên đối diện, có nghĩa là cái hồi phục nó được tốt, ngoài việc là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh là cái động mạch nó được tưới máu. Và đặc biệt nữa là đối với trường hợp mà chúng ta có làm cái test để nút mạch trước khi cái làm tắc cái động mạch, thì thông thường chúng ta xem là cái động mạch tắc cái động mạch một bên, chúng ta xem là cái tuần hoàn ở phía sau nó như thế nào. Tuy nhiên cái độ chính xác thì không cao, và trên cái chụp mạch hai bình diện mà chúng ta có phần mềm tưới máu thì chúng ta sẽ đo được là cái độ
suy giảm tưới máu của cái vùng mà chúng ta cần cắt so với bên đối diện như nào. Nếu trong trường mà không cho phép thì chúng ta phải làm các biện pháp bắt cầu hoặc là bắt buộc phải bảo tồn cái động mạch đấy. Còn nếu chúng ta làm can thiệp thêm sẽ nguy cơ là bệnh nhân bị đột quỵ mà khi chúng ta sử dụng cái phần mềm cao cấp đánh giá tưới máu. Thì còn cái phần liên quan các cái ứng dụng để đánh giá các vật liệu khi chúng ta có mở stent vào trong cái mạch máu, đặc biệt là mạch nội sọ, thì chúng ta có những phần mềm tái tạo để xem cái độ mở của stent như thế nào, nó có áp sát thành mạch hay không, nó liên quan đến các cái việc là endolytic bóc tách hoặc là cái giò sau này nếu như là không có kín hoàn toàn của cái thành mạch. Cũng như ở đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy là cái hình ảnh cắt lớp vi tính trên cái chụp mạch hai bình diện, chúng ta thấy là cái hình ảnh nó giống như là hình ảnh CT thông thường. Và chính vì thế mà tại sao một số bệnh nhân đột quỵ và chúng ta có thể chuyển thẳng đến cái phòng can thiệp và chúng ta sử dụng những cái chụp cắt lớp vi tính, chúng ta loại trừ chảy máu và có những nguy cơ tắc mạch thì chúng ta chụp mạch và chúng ta lấy khối ngay chung cùng một thể trên cái máy chụp mạch hai bình diện với những phần mềm cao cấp Expert CT là như vậy. Thì tóm lại thì kết hợp tối ưu hóa cộng từ 3 Tesla và DSA hai bình diện thì sẽ hứa hẹn mang lại một cái chẩn đoán và cái can thiệp đột quỵ nhanh hơn. Và sử dụng kết hợp một thì của cái Expert CT, tức là cái một phần của cắt lớp vi tính trên cái máy chụp mạch hai bình diện trên một số bệnh nhân chọn lọc sẽ rút ngắn cái thời gian từ khi bệnh nhân đến viện đến khi được tái thông. Và những tiến bộ của cộng từ 3 Tesla và cộng từ hai bình diện và không những giúp chẩn đoán về mặt hình thái còn giúp chẩn đoán về mặt định lượng, để đặc biệt là những cái định hướng trong can thiệp bệnh lý thần kinh ngày càng nhanh hơn, chính xác hơn, an toàn hơn và hiệu quả. Xin trân trọng cảm ơn.